đá luân lưu 6m, khoảng cách là 6m. Cái Quyên đã bao giờ được đá quả penalty 6m chưa? Ở những giải VTV chẳng hạn. Thực ra thì cũng phải nói thật với anh Nam và tất cả các bạn rằng là em thì không có cửa vào đội tuyển của ban thể thao. Giải của ban thể thao chẳng hạn. Giải của ban thể thao thì cũng được vào sân rồi nhưng mà lại chưa được đá luân lưu. Bởi vì cái đội của mình thì thường là một là thắng, hai là thua. Bây giờ là vào đá đầu tiên ạ. Xuân Tú và Đức Anh ạ. 1-0, một đá quá chính xác của Nguyễn Xuân Tú. Nguyễn Xuân Tú đã đánh lừa được Thành Đức Anh và mang tới một lợi thế đầu tiên cho các cầu thủ Hà Nội All Star. Mùa giải vừa rồi thì Xuân Tú thi đấu cho cả Than Quảng Ninh lẫn Hải Phòng và cả trong hai màu áo thì Xuân Tú đều thi đấu rất là xuất sắc với những tình huống kiến tạo. Bây giờ là Vũ Quốc Thái, cầu thủ đá luân lưu đầu tiên của đội áo hồng. Rất chính xác. Đơn giản và tâm lý và kỹ thuật của các cầu thủ SCB88 cũng rất tốt. Lúc này đứng trong khung thành của Hà Nội All Star đang là thủ thành Trung Học lúc này đang là tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Hồng Nhĩ Hà Tĩnh. Một câu lạc bộ thi đấu rất thành công ở buổi giải V-League năm vừa rồi đó. Tiền vệ mà khi phải bắt gôn thì phải làm sao hả anh? Bạn này có năng khiếu từ vô từ bé, bạn ấy được đào tạo ở trung tâm đào tạo bóng đá Viettel và khi mà tham gia U13 Viettel ở Yamaha ở Nhật thì bạn ấy bắt gôn và bắt rất tốt. Đại Cán. Cán Chris. Vâng. Giờ rất lạnh lùng đúng không ạ? Nhẹ nhàng không đánh lừa được thủ thành mà có sở trường là tiền vệ. Không, thủ thành đây là Đức Anh, là thủ thành của SCB. Đây mới là trung học, thủ thành là tiền vệ. Người thực hiện cú đá này là Lệ Rơi. Duy Lệ Rơi. Rất chính xác. Lệ Rơi là cầu thủ rất thân từ đội bóng Trà Vinh Ba. Và anh không cũng đã có thời gian là đồng đội của Lê Đại Cán trong bóng Trà Vinh Ba. Những cái biệt danh của các cầu thủ ấy thì là do ai đặt và đôi khi là do xuất phát từ đâu? Do huấn luyện viên này, do đồng đội, do khán giả. Tuấn Việt từ kỹ thuật của cầu thủ đúng không? Cũng có thể đặt được. Không vào rồi. Cú pha đá penalty hơi lành của Tuấn Việt. Tuấn Việt là một cầu thủ cực kỳ đặc biệt của Hóa Phủ, ghi bàn không ăn mừng mà đá hỏng penalty cũng không ăn mừng, cực kỳ lạnh lùng. Một cầu thủ mang số 6 khác của đội FC Bình Cũng không thành công ạ. Số 6 là Lộc nhưng mà hôm nay không phải Lộc làm đâu. Hai cầu thủ số 6 này đó. Số vẫn đang là hai đều. Đội đá thứ tư. Đây là huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng, người đã cùng với đội U13 Hà Nội giành danh hiệu huy chương đồng của giải U13 toàn quốc vừa rồi. Lúc này thì cũng đang là công tác viên của kênh bóng đá TV trong vai trò huấn luyện viên khách mời. Quốc Hưng, cú đá không tốt ạ. Thường là một cầu thủ ban ăn sút rất tốt, nhưng ngày nay thì anh ấy bắn vọt xà. Không phải bởi vì là anh cứ đang nói chuyện đá bóng như anh nói chuyện bình thường, nên anh phân tâm. Và bây giờ sẽ là cú đá rất quan trọng để FC88 vươn lên dẫn trước. Nếu như họ thực hiện cú đá thành công thì họ sẽ có lợi thế rất lớn trước khi bước vào vòng đá cuối cùng. Chính xác. Đúng là cú đá này thì không có gội cản phá cho thủ môn của Hà Nội All Star. Lượt đá thứ 5, lượt đá cuối cùng. Nếu như Hà Nội All Star thực hiện cú đá này không thành công thì đương nhiên FCB88 sẽ là đội giành chiến thắng. Nhưng nếu Trung Học ghi bàn thì mọi thứ sẽ còn phải chờ đợi ở lượt đá cuối cùng. Hai thủ môn đối đầu với nhau đây, một cuộc chiến rất là hấp dẫn. Cú đá lỗi của Trung Học bao nhiêu là phần thắng đã thuộc về FCB88. Xin chúc mừng đội chủ nhà. Họ đã vượt qua Hà Nội All Star để góp mặt ở trận đấu bán kết diễn ra buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn FCB88, cảm ơn Hà Nội All Star. Chiến thắng có thể nói là rất kịch tính trong những vòng lưu của FCB88.